không cạo nó không biết ra. Cái bà mà cái mặt mà lệch một bên mà chị tiêm hàm đó kìa, bữa hôm đó về bà nhắn tin cho chị là qua ngày mai bà nhắn lại em răng cái tay bên mà chị tiêm cái tay á là nhất mà có tiêm tay đâu tự nhiên nhất cái tay, cái xong chị nhắn tin lại chẳng thấy nhắn, trả lời mà không biết răng, để xe hầu vô lục lại hỏi hơn chắc là làm gì nhất. Thà tim tay nhức tay vậy em hà đâu thể nào chạy súng với nó được à. Một bên hàm bị to, tìm một bên nhé mấy. Không, định đi khám. Phương cũng bị to bay nữa đó. Tìm bay nhé. À. Cầm động.
Chờ Hà hả? Cái bình nước tàu đồng đó là của con mua đó, con lây à. Chưa chát, mệt lắm. Ông nói là thứ nào mua hôm qua. Nó lậu không? Tao thấy mới mà. Ừ, mới thôi. Thì nó hôi ở bên hai lại ba tới trời. Ừ, thì nó mới mà. Hai tuần thì được nhanh đó. Nhanh này. Nhanh ghê trời. Bà này đưa được cho chị đúng không? Dạ. Thank you nhá. 12 đóng không đúng rồi kem nhỉ. Cháu là mình tới là 11 đó. Ừ. Ở đâu nhắn tin cho mai mốt em qua đi kem 3 tuần. Mai mốt đi. Để em quay được video chứ. Thôi đứa nào để chung to vậy?